Thế lúc này ăn một quả chuối cảm thấy nó ngon á. Giờ mình có thời gian để xem tập 3 của Cutie Pet to You ấy, thì yeah, chúng ta sẽ xem luôn nha, let's go. Chúng ta vẫn đang trong cuộc hội thoại à? Yeah. Chuyện này đơn giản ha. Vẫn sẽ đám cưới đúng không? Nhưng mà sau đấy thì vẫn đi chắc chắn là Lia nó sẽ ủng hộ vậy, tại vì Lia luôn ủng hộ mẹ. Một người yêu No. Nói chung là Lian bé, cô giấu nỗi buồn, cô nén lại. Dù cho nụ chọn gì, Hiền chọn gì. Wow, nụ sẽ luôn có Hiền. Amazing. Thế tức là chúng ta vẫn sẽ đám cưới đúng không? Sau đó thì bé vẫn sẽ đi. Hợp lý. 2 ngày trước đám cưới và các bé nằm ngủ. Các bé chuẩn bị cho đám cưới quá mệt rồi. Morning kiss. Mình rất thắc mắc rất nhiều lần là không hiểu các cặp đôi bình thường người ta có hôn nhau buổi sáng, thật sự mình không biết. What the fuck? Không dậy đâu. Đừng đi làm mà làm lại đây chi. Wow. What? Tiếng hôn nó rõ rồi các bạn. Đừng đi làm gì, không đi làm nhiều cũng không giàu bằng Win Mr. Win đâu, thì ở lại làm đấy. Cưng để anh ấy đói lâu như thế rồi hả? Cưng ơi, không được không được. Cho mình hỏi là lục cưa còn cái gì để dành vậy các bạn? Hả các bạn? Lia nó không phải nó đã kiểu hút không còn một cái gì. Cưng còn cái địa phận nào ở trên cơ thể mà Lian chưa đi qua vậy? Hả? Có thể là ngón chân út ở bên chân trái của cưa. Lian chưa từng. Oh yeah. Đến tân hôn xong cưa giơ ngón chân út. Hoàn thành nó đi. Tôi sẽ đám cưới ở bờ biển. Classic. Xinh. Đấy là gì?
Di với Nu Niu các bạn ạ. Di chắc chắn sẽ làm thế. Em một bánh gato. Thay bỏ bánh gato đi, thay bằng bánh chưng 7 tầng được không? Cùng chọn vải nào. Bỏ những cái đấy đi nhá Hiền. Chọn cái này nhá Hiền. Đúng rồi, tại vì tổng số cũng chỉ có một cái thôi Hiền ạ, không có khác để chọn đâu. Đi Party. Gọi là tiệc gì nhỉ? Trước kết hôn có gọi là tiệc, gọi là tiệc gì nhỉ? Tiệc độc thân. Buộc chia tay độc thân hiểu không? Yeah. Amazing. Let's go. Party all night now. Cái gì đấy các má ơi. Tưởng party all night các baby. Thực sự các bạn mình không thể feel được cách nói chuyện của hai bé top này. Nó kiểu buồn cười. Nó như kiểu rất là bí ẩn thôi, kiểu cầm cái chai, cầm cái cốc rượu vang xoay xoay. Tao đã nắm được cổ phần tất cả của GMM TV. Các bạn thấy hai bé này có cái quan hệ nó rất là kiểu nó cứ kiểu funny ấy. Không tả được. Ủa? Good night, kiss. Amazing. What? The fuck? Anh đã bật công tắc của em. Bây giờ em sẽ bật lại. Oh my god. Các bạn có vẻ tập này anh chị sẽ yes. Chắc chắn rồi các bạn. Thực sự xa thú. No. Tôi chắc chắn anh chị sẽ có show diễn tối nay cho chúng ta xem. Xem có gì đặc sắc nè.
sao bà ấy phải thông báo lên tất cả những cái hành động bé muốn làm vậy, cưng cứ thế. Cưng nhìn đi đâu đấy hả? Nửa oh my god. Chúng ta có một khởi đầu nhẹ nhàng nào. Ui giời. Bé bắt đầu vặn vặn ga hơn. Ui giời. Ok. Nghĩ đến cảnh ăn một miếng bít tết đúng không? Nhầm rồi. Đây là môi của nửa. Phải bón từng thìa cơm cho baby ăn, dạy từng baby tập nói. Ôi giời, baby không biết gì. Đây luôn trông trông xỉn như kiểu là cô gái Nhật Bản ấy, kiểu é ấp ấy, kiểu kiểu mới chui ra từ cái kén ấy. Mặt trời, em sợ mặt trời. Thật đáng sợ. Xâm lấn, hiện tượng xâm lấn. Trời ơi. Nó đúng kiểu cutie pie, nó dài. Cảnh sách của anh chị kiểu nó dài. Rồi ô. Nó cắn ấy. Cái gì vậy? Có. Mình nghĩ lúc này mình nên ăn một quả chuối. Nó rất là vũ trụ đang thúc giục mình ăn quả chuối này. Mình bóc chuối giỏi. Thực sự không thể nào mà. Ui. Anh chị có bài học tiếp theo không vậy? Anh chị là lần đầu tiên đúng không? Quả chuối cảm thấy nó ngon á.
Rồi. Mình sẽ ăn hết cái này trong một miếng. Mình làm được. Mình đã làm. Ủa. Thế nó dài lắm ấy. Nó dài kiểu. Nó làm gì với các bạn? Nó ngồi lên ở một cái vị trí nó nó bị xô lệch hay gì vậy trời đất, các má không hiểu được. Tớ đang sợ. Buồn vậy. Bé có những cái bài học thật thú vị không ạ? Và mình thấy thật thì có thật may mắn khi mình tưởng anh chị gửi xỉn nhưng sẽ bảo đợi tí để mình bật cái đĩa nhạc thiền lên đã rồi chúng ta tiếp tục. Thật may mắn. Ok. Oh my god, anh ấy đang làm cái gì vậy? Thực sự. Oh my god. Đừng có nói là. Ok. Đây là kỹ thuật làm phim để gây chú ý. Và nó rất hiệu quả các bạn. Mình đang rất chú ý rồi đây. Có gì nào? Đừng nói là anh chị outdoor đây nha. Đừng có nói nè. Đi bơi buổi đêm này à? Oh my god. Em nghĩ là chúng ta nên nướng mực ăn đi hiện. Anh chị outdoor thật các bạn ạ. Oh my mình không hiểu tại sao mỗi lần cảnh sex thì mình lại muốn ăn một cái gì đấy. Bao chỗ này rồi hay gì? Xong có mấy bà lao công ngồi kia đang cầm bỏng ngô ăn. Chị Lan ơi, ra xem cái này hay cực. Nhưng mà thấy là cái cảnh, cái background ấy, nó đẹp nhỉ? Đẹp thật. Đấy, nó rất đẹp, nó rất là đơn giản, nó rất đẹp nhá. Đừng có dây vò. Đừng có bóp. Nó gọi là gì? Oh.
Mẹ chỉnh lại áo rồi, tức là mẹ muốn quay 7 giây lại á. Đẹp vãi. Make nó ra đẹp. No. Đi ăn có vẻ rất đứng rồi các bạn ạ. Bé bé để bé dê chạy toán loạn rồi. Úi giời ơi. Yeah. Oh my god. Ok. Nhớ nhá. Tía thì lây ra. Không chịu được thấy kiểu chảy chảy được ra. Thôi ngày mai cũng được. Yeah, ok, chúng ta còn cả một tập sau cơ các bạn. Amazing. Ok. Tập sau là đến ngày cưới nè. Không thấy nhân à? Mất nhẫn là một cái event nhỏ thôi, nhưng có vẻ trời mưa đúng không thì anh chị sẽ khó khăn trong việc. Oh my god, không phải bé có cưới nữa không? Nhưng mình nghĩ là cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, tại vì anh chị vẫn sẽ kết hôn. Mình nghĩ cái cuối cùng, kết quả cuối cùng anh chị vẫn sẽ kết hôn và Luka sẽ sang sang Hàn. Và để tiếp nối cái timeline của Cutie Pie thì chúng ta sẽ có Naughty Babe của Honey và Hon à, Honio và Hye. Thì anh chị chắc sẽ cameo ở đó một ít, nhưng mà thời gian đầu chắc là Lia Hye cưa nó sẽ ở bên Hàn. Mình nghĩ tiếp tục là sẽ là như vậy. Mình nghĩ về tính cách như kiểu là của Lục Cưa thì maybe là đám cưới bị mưa như vậy thì Lục Cưa chúng ta sẽ khóc. Yeah. Thực sự, tại vì bé đã rất mong đợi cái event này. Ok. Yeah. Bé sẽ khóc, mình nghĩ chắc chắn là như vậy rồi. Kiểu thế ra trời mưa vậy. Em đã thắp hương trước khi đám cưới mà tại sao nó lại. Em còn cúng cả tào envy nữa nhá. Tại sao nó lại. Ok, nhưng mà chốt lại là mình nghĩ cuối cùng ấy là anh chị mới sẽ kết hôn thôi. Và Lục Cưa sẽ sang Hàn. Yes.